Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Khả năng duy trì chiến tranh của Putin đến đâu. Ngày 8 tháng 5, trên blog VOA, tác giả Ngô Nhân Dụng có bài bình luận Putin tiếp tục chiến tranh được bao lâu? Theo đó, bà Eris Haynes, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, khi điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã nói rằng nếu Nga không động viên, bắt lính lần nữa và không được tiếp tế thêm vũ khí từ Iran và các nước khác thì sẽ không thể nào chống lại quân Ukraine. Theo tác giả, quân đội Nga còn tiếp tục sa lầy ở Ukraine, có thể 1-2 năm là cùng vì sức không thể kéo dài hơn. Và đây là hình bài trên blog VOA. Tác giả nhắc đến sự bất mãn của Yevgeny Prigozhin, chủ nhân đạo quân Wagner, một đạo quân lính đánh có quan hệ mật thiết với Nga. Ông Prigozhin than phiền rằng Bộ Quốc phòng Nga đã ngưng tiếp tế vũ khí, đạn dược cho nhóm Wagner từ ngày 1 tháng 5. Prigozhin còn kết tội Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và tướng tham mưu trưởng Valery Gerasimov rằng cả hai âm mưu ngăn cản nhóm Wagner vì ganh ghét đám lính đánh thuê này giỏi hơn quân đội chính quy của Nga. Tháng 2 vừa qua, Prigozhin chụp hình đứng bên những xác chết của lính mình, nói rằng họ chết vì bị phản bội. Tác giả nhận xét, cuộc chiến càng kéo dài thì quân Nga ở Ukraine càng kiệt quệ. Tuần này, John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Mỹ, nêu tin tình báo tiết lộ rằng, kể từ tháng 12 năm ngoái, 20.000 quân Nga đã tử trận và 80.000 bị thương ở Ukraine. Một nửa số người chết là lính thuộc đạo quân Wagner. Kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến tháng 2 năm 2022, Nga đã thiệt hại mất 200.000 binh sĩ. Tác giả dẫn lời tướng Scott Beria, người đứng đầu tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng nhận xét rằng quân đội Nga đang thiếu lính thiện chiến. Họ đang sử dụng những binh sĩ trừ bị và vũ khí cũ từ thời Soviet và muốn tái lập lực lượng phải mất 5 đến 10 năm vì đang bị cấm vận. Tác giả cũng dẫn một nguồn tin rò rỉ từ CIA cho biết Putin đã chấp thuận một quyết định của Bộ Quốc phòng Nga tuyển mộ thêm 400.000 binh sĩ một cách thầm lặng. Tuy nhiên, tác giả cho rằng công tác tuyển mộ này không dễ dàng vì hàng trăm ngàn thanh niên Nga trong tuổi động viên đã vượt biên trốn lính. Tất nhiên, theo tác giả, lực lượng quốc phòng của Nga vẫn rất mạnh. Tướng Chris Cavoli thuộc Bộ Hành quân NATO và chỉ huy quân đội Mỹ ở Âu Châu khi điều trần với Thượng viện Mỹ cũng nói rằng quân lực Nga không tham dự cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn nguyên vẹn, từ hải quân, không quân đến kho vũ khí nguyên tử. Ông Cavoli nói, Nga mất 80 phi cơ chiến đấu ở Ukraine, nhưng vẫn còn 1.000 phi cơ chiến thuật khác. Những chiến đấu cơ tầm xa chưa hề đem dùng, chỉ vài chiến hạm bị đánh chìm, vũ khí hạt tâm, không gian, chiến tranh tinh học chưa hề đụng tới. Và đây là hình Vladimir Putin, kẻ gây nên cuộc chiến ở Ukraine. Đồng thời, theo tác giả, Vladimir Putin còn một lợi thế khác, đó là vẫn tiếp tục làm chủ dư luận trong nước. Dân Nga chỉ nghe và coi các đài của chính phủ, cho nên 87% vẫn ủng hộ cuộc hành quân đặc biệt của Putin ở Ukraine. Nhưng tác giả nhận xét, tất cả những lực lượng quân sự và vũ khí được sử dụng như thế nào cũng tùy thuộc vào nền kinh tế. Tuần báo US News and World Report cho biết, tình báo Mỹ ước tính chính phủ Nga chỉ đủ sức tiếp tục cuộc chiến thêm một năm nữa. Theo đó, Moscow chỉ dựa vào việc tăng thuế các xí nghiệp, sử dụng quỹ dự trữ quốc gia, tăng số hàng nhập cảng và hy vọng giới kinh doanh sẽ thích ứng để giảm bớt các áp lực kinh tế. Tác giả cho biết, theo thống kê của chính phủ Nga, nền kinh tế Nga vẫn vững chắc mặc dù bị cấm vận, nhưng rất khó tin vào số thống kê của các chế độ độc tài. Tác giả dẫn một phương pháp thẩm lượng, một nền kinh tế phát triển cao hay thấp dựa vào các đo mức độ ô nhiễm được nhật báo The Wall Street Journal mới công bố. Theo đó, nếu sản xuất công nghiệp tăng, thì số khí thải gây ô nhiễm cũng phải tăng lên. Các vệ tinh nhân tạo có thể đo mức độ ô nhiễm trên trái đất, cũng như theo dõi số lượng nitrogen trên bầu trời nước Nga do các nhà máy thải ra khi đốt than đá hoặc dầu xăng và diesel. Theo đó, trong 6 tháng qua, mức ô nhiễm ở các thành phố Moscow,
và Peterborough tăng lên, chắc vì xe cộ chạy nhiều hơn. Nhưng mức ô nhiễm trên các vùng công nghiệp lại giảm 6,2% so với năm ngoái, giảm nặng hơn cả thời gian ngưng hoạt động vì bệnh COVID-19, đặc biệt là khí thải do dầu lửa và khí đốt gây ra. Điều này chứng tỏ kinh tế Nga đang gặp khó khăn vì bị cấm vận sau khi đánh Ukraine. Cuối cùng, tác giả nhận xét, tuy dân Nga vẫn còn tin tưởng ông Vladimir Putin và chỉ coi các đài TV của chính phủ, nhưng họ cũng tỏ ra quan tâm đến tình hình chiến sự. Báo US News and World Report cho biết, 84% dân chúng chú ý đến chiến cuộc, trong đó 46% nói rằng họ rất quan ngại. Có 62% lo lắng về cuộc tổng phản công sắp tới của Ukraine và 52% nghĩ rằng tình hình sẽ ngày càng xấu hơn. Vladimir Putin có thể tiếp tục đánh Ukraine trong một năm nữa, cho đến khi dân Nga biết rõ sự thật, họ sẽ phải đứng lên phản đối. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Khả năng duy trì chiến tranh của Putin đến đâu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D. Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chuyển giao quyền lực tại Việt Nam diễn ra đằng sau cánh gà. Ngày 6 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài phỏng vấn với tiến sĩ sử học Bill Hayston, nhà nghiên cứu của chương trình châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Chatham House, về tình hình chính trị Việt Nam. Nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng có chuyến thăm Anh Quốc 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5, để tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam. Và đây là hình bài trên RFA. Tiến sĩ Bill Hayston cho rằng, năm nay là một năm đặc biệt trong quan hệ Anh-Việt, vì hai nước đang đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1973 đến năm 2023, và mối quan hệ giữa hai nước đang tốt đẹp. Tiến sĩ Hayston nghĩ rằng, hai bên đều đang khá hài lòng với vị trí của mối quan hệ đối tác hiện nay và sẽ không đi xa nhiều hơn nữa. Hiện có một số hạn chế về chính trị trong mối quan hệ này. Phía Anh Quốc đang khá quan ngại về việc trấn áp đang diễn ra ở Việt Nam đối với tự do biểu đạt. Do đó, Anh Quốc không muốn tỏ ra quá gần gũi và có những hạn chế với cả hai bên. Theo tiến sĩ Hayston, Hoa Kỳ đã có nhiều nỗ lực để gây áp lực với chính quyền Việt Nam, nhưng phía Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ. Ban lãnh đạo nhà nước Việt Nam đang cho rằng, họ có thể có một sự vô giới hạn trong việc hành xử với nhiều nhà báo, phóng viên, người viết và giới bất đồng. Chính quyền Việt Nam có thể cho rằng họ đang có một sự bảo vệ, nên họ có thể tiến hành các trấn áp. Do vậy, chỉ về tự do của người viết năm 2022 của PEN America, có thể là một sự thừa nhận của phía Mỹ rằng mối quan hệ có thể không hẳn diễn ra tốt như phía chính quyền Việt Nam tưởng, và rằng chính quyền Việt Nam đang lợi dụng thiện chí của Mỹ để tiếp tục các cuộc trấn áp. Về mối quan hệ song phương Anh-Việt, tiến sĩ Hayston cho rằng tìm kiếm sự cân bằng là vấn đề then chốt. Với phía Việt Nam, rõ ràng là có quan hệ về mặt an ninh trong chế độ, nên họ không muốn mở cửa cho những nhà hoạt động chính trị gia và việc tự do biểu đạt, nên chính quyền Việt Nam sẽ tạo ra áp lực ở mặt đó. Còn về phía Anh Quốc, họ cũng không muốn đưa ra một tấm ngân phiếu khống với những sự tán thành vô giới hạn đối với những gì mà phía chính quyền Việt Nam đang hành xử. Do đó, sẽ có những giới hạn trong những vấn đề về nhân quyền. Sẽ có những lĩnh vực mà hai phía cố gắng hợp tác, chẳng hạn như năng lượng. Còn những vấn đề chiến lược, những vấn đề toàn cầu, sự hợp tác có thể sẽ bị kìm lại do lập trường của phía Việt Nam đối với tự do biểu đạt chẳng hạn. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Văn Thưởng, hai thế hệ lãnh đạo Việt Nam. Về tình trạng tham nhũng trầm trọng ở Việt Nam, tiến sĩ Hayston nhận xét, không có gì phải bàn cãi rằng ban lãnh đạo chính quyền Việt Nam đã và đang sử dụng vấn đề chống tham nhũng
như một công cụ chính trị để loại một số chính khách, một số nhóm chính trị ra khỏi cơ cấu then chốt của Đảng Cộng sản. Rõ ràng, việc ra đi của hai phó thủ tướng chính phủ và một chủ tịch nước mới đây cùng việc thay thế họ rất nhanh chóng, cho thấy có một chiến dịch chính trị để loại bỏ những đối thủ, chống lại việc lãnh đạo theo phong cách Leninist của ông Nguyễn Phú Trọng và chống lại sự củng cố quyền lực và quan điểm của nhóm ông Trọng. Nhận xét về tân chủ tịch nước Việt Nam, Võ Văn Thưởng, tiến sĩ Heston cho rằng, thế hệ lãnh đạo trước đã già nua và họ cần phải chuyển giao cho một thế hệ trẻ hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng hiển nhiên đã có những sự gia hạn nhiệm kỳ bất thường trong vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Nhưng việc ông Thưởng làm chủ tịch nước có thực sự tạo ra sự thay đổi gì to lớn trong chính trị Việt Nam hay không, thì tiến sĩ Heston không chắc chắn. Tuy nhiên, rõ ràng rằng ông Trọng đã chờ đợi cho đến khi ông ấy có thể tìm được ai đó thích hợp để ông chuyển giao quyền lực. Có thể bây giờ, ông Trọng đã tìm được một người mà ít nhất có thể chiếm lĩnh vị trí chủ tịch nước để củng cố sự lãnh đạo của bản thân ông Trọng. Tiến sĩ Heston nghĩ rằng, ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc hội Việt Nam hiện nay, có vẻ sẽ trở thành tổng bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, việc chuyển giao quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra đằng sau cánh gà. Có thể có những đấu đá nội bộ ở hậu trường mà người ta không muốn công chúng nhìn thấy trước khi có những thống nhất. Song nếu những diễn biến đó mà đi quá đà, thì cũng có thể sẽ có những phản ứng bất lợi cho đảng khi đại hội đảng kế tiếp đang trên đường diễn ra vào năm 2026. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời Báo Chấm D với bản tin Chuyển giao quyền lực tại Việt Nam diễn ra đằng sau cánh gà. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ, Thời Báo Chấm D.